Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọc. Và đây chính là mẫu smartphone đầu tiên được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam, sở hữu cụm camera với độ phân giải là 200 megapixel. Và hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá xem chiếc Xiaomi 12T Pro này nó sẽ có điểm gì hay cũng như là điểm gì thú vị nữa nhá. Tiết lộ các bạn một chút, đó chính em này sẽ sở hữu con chip đó chính là Snap 8 Gen 1. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Và đây chính chiếc Xiaomi 12T Pro mình. Và điểm mạnh nhất của nó chính là cụm camera với độ phân giải lên đến 200 megapixel. Ống kính rất là to đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng trải nghiệm cái cụm camera với độ phân giải 200 megapixel này nhá. Cụ thể em này chúng ta cũng sẽ có cái cảm biến vân tay ở phía bên trong màn hình luôn. Khi bạn vào phần camera này, nếu bạn để bình thường như này, chúng ta sẽ không thấy phần chụp ảnh với độ phân giải 200 megapixel ở đâu cả, mà bạn sẽ vào phần thêm ở đây. Và chúng ta kéo lên phần đó chính là Ultra HD. Ở đây ấy, thì bạn sẽ thấy rằng khi mà chúng ta bật Ultra HD lên, nó sẽ gộp điểm ảnh xuống còn 50 megapixel. Và nếu bạn chụp lên đến 200 megapixel, các bạn sẽ bấm vào đây, chúng ta sáng cái phần này lên thì chúng ta bắt đầu bấm chụp ảnh 200 megapixel được. Và cá nhân mình thấy ấy, thì với những ảnh chụp 200 megapixel nó sẽ chụp kiểu lâu hơn một tí khi mà các bạn tắt cái chế độ 200 megapixel này đi. Bạn thấy không? Tốc độ chụp ảnh nó sẽ khác biệt nhau một tí. Ngoài ra khi mà chúng ta xem ảnh ấy thì mình rằng với những ảnh 50 megapixel các bạn sẽ xem như bình thường. Tuy nhiên với những ảnh với độ phân giải 200 megapixel chúng ta sẽ hiện một cái thông báo lên. Ngoài ra mình cũng đã chụp một số kiểu ảnh với những độ phân giải khác nhau, ví dụ ở 12,5 megapixel, 50 megapixel và 200 megapixel để chúng ta dễ dàng so sánh nhất. Đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ nói về độ phân giải của những bức ảnh với độ phân giải là 200 megapixel nhá. Thì nó sẽ rơi cỡ khoảng tầm là từ 40 cho đến 50 m và kích thước sẽ là 12.000 nhân với cả 16.000. Về cơ bản để một kích thước tương đối lớn. Tiếp theo với những bức ảnh 50 megapixel ấy thì do là gộp 4 điểm ảnh thành ra chúng ta sẽ có kích thước nó nhỏ hơn một chút, cụ thể là 6.000 nhân với cả 8.000 đây. Và độ nặng bức ảnh ấy sẽ chỉ là 12 m mà thôi. Về cơ bản thì nó sẽ nhẹ hơn đáng kể, khoảng tầm 1/4. Và đây là một bức ảnh với độ phân giải 200 megapixel cũng như là một bức ảnh với độ phân giải là 12,5 megapixel. Khi mà chúng ta đã gộp tổng cộng là 4x4, 16 lần lại, bức ảnh khi này sẽ rất là nhẹ luôn, chỉ khoảng tầm là 4,4 m mà thôi. Và cá nhân mình thấy một điều đó chính là khi mình zoom lên chụp trong điều kiện đủ sáng nhá, mình thấy rằng cái độ chi tiết của nó cũng như là khi mà chúng ta xem ấy thì các bạn sẽ chuyển sang cái chế độ đó là chế độ xem trước 200 megapixel, có thể zoom lên rất là kỹ luôn. Tuy nhiên với chế độ 12,5 megapixel hay 50 megapixel ấy, chúng ta sẽ không hiển thị được như vậy và nó sẽ chỉ hiển thị các bạn xem bình thường thôi và chúng ta sẽ bị giới hạn zoom lên rất là nhiều nhá. Nhưng có một điều mình nhận ra là trong điều kiện đủ sáng ấy thì khả năng làm ảnh của ba chế độ này nó không khác biệt nhau quá nhiều. Có thể nói là thời điểm hiện tại với những gì mình test nhanh ấy thì trong điều kiện đủ sáng à nó gần như là xem như nhau rồi các bạn ạ. Đầu tiên sẽ là một bức ảnh mình chụp với độ phân giải là 12,5 megapixel. Các bạn thấy rằng chữ Tân Á này cũng khá rõ nét. Tuy nhiên mình sẽ chỉ zoom được đến chữ Tân Á này thôi, chúng ta không zoom được hơn nữa. Còn với bức ảnh có độ phân giải 50 megapixel ấy, khi chúng ta zoom lên sẽ có hiển thị đó chỉ là xem trước HD và cái chữ Tân Á này nó sẽ rõ hơn một tí. Còn lại thì chúng ta cũng sẽ zoom được gọi là một chút thôi. Về cơ bản thì chi tiết nó nâng lên. Còn với bức ảnh 200 megapixel ấy, khi bạn zoom lên chúng ta sẽ có khung preview khu vực các bạn đang zoom như thế này. Tuy nhiên mình thấy rằng ấy, về cái độ chi tiết thì nó nếu mà so với bức ảnh 50 megapixel ấy thì nó sẽ gọi là cải thiện hơn một chút thôi. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những vấn đề nhất định nhá. Đó chính là khi vào điều kiện thiếu sáng ấy thì mình thấy rằng những bức ảnh chụp với độ phân giải 200 megapixel hiện tại nó vẫn chưa xử lý ánh sáng thực sự được tốt. Cụ thể là với những phần đèn ô tô đây thì bức ảnh 200 megapixel ấy nó sẽ khó xử lý hơn. Ví dụ như với ánh đèn này ấy, thì bức ảnh 12,5 megapixel nó sẽ xử lý tốt hơn rất là nhiều, cụ thể là bức ảnh gốc ấy. Thế nên nếu bạn nào chụp ấy, chúng ta muốn chi tiết thì bạn hãy chuyển sang 200 megapixel. Còn nếu bạn chụp bình thường thì mình khuyên bạn chúng ta cứ để ở độ phân giải bình thường. Chia sẻ nhanh về phần camera vậy, còn bây giờ chúng ta hãy đến với phần đó chính là hiệu năng. Cụ thể mẫu máy này các bạn sẽ được trang bị con chip đó chính là Snap 8 cộng Gen 1. Quét điểm số mình chấm được ấy rất là cao luôn, cụ thể là 1 triệu điểm, 1.045.000 điểm với những điểm số CPU GPU cực kỳ là cao và nhiệt độ của nó sẽ tăng chỉ khoảng tầm 8 độ C mà thôi. Ngoài ra cái phiên bản mình đang có đây sẽ là phiên bản với bộ trong đó chính là 256GB cũng như là 12GB RAM. Tất nhiên các bạn cũng sẽ có thêm cái đó chính là RAM ảo nữa, cụ thể các bạn sẽ có thêm 12 cộng 3GB RAM nữa, tổng cộng là 15GB RAM. Và theo mình tham khảo tại cửa hàng Cellphone S ấy, thì cái phiên bản này hiện tại đang có mức giá đó chính là 16.990.000 đồng. Tất nhiên mức giá này ấy, các bạn sẽ có rất nhiều những phần quà đi kèm. Ví dụ như kiểu là chúng ta sẽ có thêm máy lọc không khí Air Pure 4 Line chẳng hạn. Đây là một phần quà mình nhá, tương đối giá trị ở thời điểm hiện tại, nhất là khi mà không khí Hà Nội ấy, thực sự rất ô nhiễm luôn. Chưa kể các bạn sẽ có những chương trình khác, ví dụ như kiểu là hoàn tiền qua thẻ VNPay này, sau đó bảo hành 24 tháng, 6 tháng màn hình, trả góp 0%.
Còn anh em nào mà muốn xem những ưu đãi tốt nhất ấy, thì các bạn có thể liên hệ tổng đài của Selfless, chúng ta sẽ được hỗ trợ nhá. Bạn nào quan tâm, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả cũng như kèm số điện thoại để bạn gọi điện hỏi luôn. Còn về những điểm số khác, ví dụ Geekbench đây chẳng hạn, chúng ta có điểm số đơn nhân sẽ là 1311 và đa nhân sẽ là 4235. Tất nhiên phiên bản Android ấy, sẽ là Android 12 nhá. Nhưng sắp tới rồi, các bạn sẽ có Android 13 sớm. Mình tin là Xiaomi sẽ làm điều này. Còn ở đây ấy, thì chúng ta cũng thấy đó chính là điểm stress test của nó rất ổn định luôn, cũng phải là 97,4%. Và mình thấy rằng ấy, thì có vẻ như trên chiếc Xiaomi 12T Pro ấy, Xiaomi họ đã không còn bóp hiệu năng nữa và chúng ta sẽ có những cái độ ổn định khi mà bạn thực hiện qua khoảng tầm 20 bài loop như này. Phải nói là rất ổn định luôn các bạn ạ. Điểm số nó sẽ chỉ như nhau khoảng tầm vài điểm qua các lần thôi. Thế nên chúng ta mới có con số độ ổn định là 97,4%. Tuy nhiên mình cũng nhận ra một điều, với việc Xiaomi họ không lock cái nhiệt độ lại thì chúng ta sẽ tăng khá nhiều, từ 29 độ lên 47 độ C. Tức là chúng ta sẽ tăng cỡ khoảng tầm 18 độ C và phần trăm pin sẽ tụt từ 31% xuống 13%. Đây có thể coi là một bài test rất là hardcore luôn. Nhưng dù sao đây vẫn là một tin vui với những anh em đang cày cuốc những tựa game, ví ở Genshin Impact chẳng hạn hay PUBG Mobile. Hôm sau thì mình sẽ gửi bạn một cái video test chi tiết tựa game Genshin Impact nhá, để cho bạn xem là liệu với em Xiaomi 12T Pro chúng ta không bị bóp hiệu năng, nó sẽ mạnh đến cỡ nào. Mày nói về cụm camera với độ phân giải 200 megapixel mà quên mất nói về cụm camera khác. Cụ thể chúng ta sẽ có một ống kính góc rộng với độ phân giải là 8 megapixel nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ có cụm camera macro nữa với độ phân giải chỉ là 2 megapixel mà thôi. Về cơ bản những thông số này mình thấy rằng ultra wide của nó độ phân giải sẽ hơi thấp ở thời điểm hiện tại. Còn camera selfie sẽ có độ phân giải là 20 megapixel và dựa cách làm màu đấy mình thấy rằng rất là Xiaomi luôn các bạn. Đậm màu Xiaomi từ trên này vẫn vậy. Còn về phần thiết kế thì như bạn đã nhìn thấy rồi, chúng ta phần mặt lưng được bo cong và không bám mồ hôi dấu vân tay quá nhiều. Cá nhân mình đánh giá thì cảm giác cầm nắm này rất là tốt luôn nếu mà so sánh với những em trước đó như kiểu là em Xiaomi 11T Pro hay là Xiaomi 10T Pro. Cảm giác cầm nắm rất bo cong cũng như là chúng ta sẽ có một độ đầm nhất định khi mà các bạn cầm lên tay nhá. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có những yếu tố quen thuộc, ví dụ như là phần bên cạnh chúng ta sẽ có phím nguồn và phím tăng giảm lượng. Tiếp theo phía trên các bạn sẽ có loa và đây các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có một cái chứng chỉ của Harman Kardon in ở đây nhá. Thêm vào đó, các bạn sẽ có một yếu tố quen thuộc, đó chính là cái mắt thần hồng ngoại do bạn điều chỉnh như kiểu là tivi, tủ lạnh này, sau đó là quạt trần hay là điều hòa luôn cũng được. Còn ở phía bên dưới, các bạn sẽ không có jack 3.5mm đâu, chúng ta sẽ chỉ có khay SIM cũng như là loa ngoài mà thôi. Còn về phần màn hình ấy, chúng ta vẫn sẽ có kích thước rất là lớn đây, 6.6 inch, cũng như là độ phân giải các bạn sẽ có đó chính là Full HD và cái tần số quét tối đa của nó sẽ là 120Hz nhá. Màn hình này các bạn cũng sẽ là tấm nền AMOLED và có các tiêu chuẩn ví dụ như kiểu là Dolby Vision này, HDR10+ này, vân vân. Nói chung là để thời điểm hiện tại các bạn xem giải trí trên màn hình này là quá ok luôn. Chưa kể nó cũng có loa kép ở cả trên và dưới và dĩ nhiên nó cũng sẽ đạt chuẩn đó chính là Wi-Fi L1 để bạn xem Netflix. Cuối cùng là về pin nhá, thì bạn sẽ có dung lượng là 5000mAh và đi kèm theo đó các bạn sẽ củ sạc 120W luôn. Tiện đây thì mình cũng sẽ nói luôn về hộp của chiếc Xiaomi 12T Pro nhá. Về cơ bản hộp thì vẫn đậm chất Xiaomi. Các bạn sẽ thêm một cái logo đó chính là 200MP Ultra Camera ở đây. Và khi mà chúng ta mở hộp ra ấy, thì trong hộp vẫn có những cái yếu tố quen thuộc. Ví dụ như các bạn sẽ có một chiếc ốp lưng ở đây nhá. Tất nhiên là ốp lưng dạng dẻo. Bạn nào mà thích chống sốc ấy thì chúng ta có thể mua thêm bên ngoài. Còn lại thì bạn sẽ có cáp sạc cũng như là củ sạc. Và củ sạc này tất nhiên rồi là củ sạc 120W, củ sạc rất là to luôn. Và đây có thể coi là một lợi thế khi bạn so sánh với những mẫu điện thoại khác mà sạc của nó sẽ chỉ khoảng tầm 70-80W mà thôi. Thời gian sạc cái viên pin 5000mAh ấy sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tuy nhiên củ sạc này vẫn sẽ là A2C nhá, thành ra cái dây này vẫn sẽ là A2C mà thôi, chúng ta chưa có C2C. Vừa rồi ấy, thì mình đã chia sẻ với bạn tất cả những điểm gì hay, điểm gì thú vị của em Xiaomi 12T Pro này. Cá nhân mình đánh giá thì đây sẽ một đối thủ nặng ký đối với em OnePlus 10T Pro 5G. Về cơ bản thì đây là một cái mẫu máy nó tập trung khá mạnh về phần hiệu năng khi mà chúng ta có một con chip Snapdragon 8 Gen 1 tương đối ổn định, cũng như là các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm cái cụm camera với độ phân giải 200MP thuộc hàng sớm nhất từ trước đến giờ. Trước đây ấy, thì dòng Xiaomi 12T cũng như là dòng T này ấy, luôn mang đến những công nghệ mới. Ví dụ trước đây các bạn sẽ có chiếc 11T mang đến 88 hay là dòng 10T chẳng hạn mang đến những công nghệ rất là xịn sò luôn. Và thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng mức giá này cũng tương đối ổn. Chưa kể các bạn sẽ có rất nhiều quà đi kèm, ví dụ như máy lọc không khí. Bạn nào mà thích trải nghiệm công nghệ mới thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một sự chọn hàng đầu dành cho các bạn. Chưa kể thời điểm hiện tại mình lướt qua một số đại lý lớn, ví dụ như Selfless chẳng hạn, chúng ta đang có chương trình pre-order cũng như là các bạn sẽ được tặng rất nhiều phần quà khác nhau. Ví dụ như các bạn đặt trước chiếc 12T ấy, chúng ta sẽ có máy lọc không khí đi kèm. Chưa kể là những chương trình giảm giá hay hoàn tiền khi mà chúng ta mua qua thẻ, hay là bảo hành 24 tháng, 6 tháng phần màn hình luôn, trả góp 0%. Bạn nào quan tâm, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Và hôm sau ấy thì mình sẽ gửi bạn một cái video nói về phần hiệu năng của cái mẫu máy Xiaomi 12T Pro nhá, dành cho những bạn nào mà game thủ quan tâm về game luôn. Còn bây giờ xin chào và hẹn bạn trong các video sau. Bye.